Chào đón các em đã đến với bài học luyện tập trang 133 sách giáo khoa toán 4. Qua bài học này thì các em sẽ biết cách nhân phân số với số tự nhiên và cách nhân số tự nhiên với phân số, củng cố quy tắc nhân phân số và biết nhận xét để rút gọn phân số. Đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện bài 1, tính theo mẫu, quan sát mẫu 2/9 nhân 5 thì sẽ bằng 2/9 nhân 5/1. Lúc này số tự nhiên là 5 đã được viết thành phân số là 5/1. Và thực hiện nhân tự với tự, mẫu với mẫu như đã được học, tức là 2 nhân 5 và 9 nhân 1 thì ta tìm ra được kết quả của phép tính này là bằng 10/9. Thực hiện giống như mẫu thì các bạn còn có thể viết gọn như sau. 2/9 nhân 5 sẽ bằng 2 nhân 5, tức là lấy tự số của phân số thứ nhất nhân với số tự nhiên luôn và giữ nguyên mẫu số thì ta cũng tìm ra được kết quả là bằng 10/9. Bài 2, tính theo mẫu. Quan sát mẫu 2 × 3/7 thì 2 sẽ được viết thành phân số là 2/1 và chúng ta sẽ lấy 2/1 × 3/7. Đây là phép nhân hai phân số các bạn đã được học rồi. Dễ dàng chúng ta sẽ biết cách thực hiện để tìm ra được kết quả của phân số này là bằng 6/7. Và ta có thể viết gọn như sau. 2 × 3/7 sẽ bằng 2 × 3, tức là lấy số tự nhiên nhân với phần tự số. Giữ nguyên mẫu số là 7. Ta sẽ tìm ra được kết quả là 6/7. Đây là cách nhân số tự nhiên với phân số. Các bạn sẽ thực hiện những bài tập tương tự theo mẫu. Bài 3, tính rồi rút gọn. Vậy thì ở phần A, 5/3 × 4/5. Thực hiện tính, sau đó chúng ta sẽ rút gọn thì sẽ hoàn thành yêu cầu của bài tập. Thực hiện phép nhân như đã được học thì chúng ta tìm ra được kết quả là 20/15. Sau đó chúng ta rút gọn thì sẽ được phân số 4/3. Tương tự như vậy, các bạn sẽ làm được phần B và phần C. Và đây là kết quả. Và các bạn chú ý này, ở phần bài A, 5/3 × 4/5 thì trong lúc thực hiện lấy tự nhân tự và mẫu nhân mẫu, chúng ta thấy cả tự số và mẫu số đều có số 5 thì chúng ta có thể gạt bỏ số 5 đi. Lúc này ở tự số chỉ còn số 4 và mẫu số còn số 3. Vậy thì chúng ta sẽ được kết quả là 4/3. Đây là cách làm ngắn gọn hơn so với cách làm thứ nhất chúng ta vừa làm. Các bạn có thể áp dụng để thực hiện tiếp với những phân số có dạng tương tự như vậy. Như ở phần C này, 7/13 × 13/7 thì ở tự số và mẫu số đều có số 7, tự số và mẫu số đều có số 13. Gạt bỏ cả phần số 7 và số 13 thì ta cũng tìm ra được kết quả của phép nhân này là bằng 1, giống với kết quả của cách làm thứ nhất. Bài 4, tính chu vi và diện tích hình vuông có cạnh 5/7 m. Vậy thì với hình vuông đã có độ dài của cạnh cho trước, dễ dàng chúng ta sẽ tính được chu vi và diện tích của hình vuông này. Muốn tính chu vi hình vuông, chúng ta sẽ lấy độ dài một cạnh nhân với 4. Còn muốn tính diện tích hình vuông, chúng ta sẽ lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó. Như vậy, bài giải như sau. Chu vi của hình vuông là 5/7 × 4. Đây là nhân một phân số với một số tự nhiên. Thì ta lấy phần tự số nhân với số tự nhiên, tìm ra được kết quả là bằng 20. Giữ nguyên mẫu số là 7. Vậy 5/7 × 4 bằng 20/7, đơn vị là mét. Diện tích của hình vuông là 5/7 × 5/7. Đây là nhân hai phân số, cho nên ta sẽ nhân tự số với tự số, mẫu số với mẫu số, tìm ra được kết quả là bằng 25/49, đơn vị của chúng ta là mét vuông. Đáp số là 20/7 m và 25/49 m². Thực hiện xong rồi, các bạn hãy mở iCBook ra để cùng cô luyện tập thực hành nhiều hơn những kiến thức trong bài học ngày hôm nay. Hãy mở iCBook và bài tập toán 4 tập 2 để cùng cô luyện tập thực hành bài 123 luyện tập. Đầu tiên chúng ta sẽ làm bài 1. 1. Tính theo mẫu. Nhấn vào nút học sinh làm bài để có thể thực hiện được bài tập này. Quan sát mẫu 3/7 × 4 là nhân một phân số với một số tự nhiên. Vậy thì chúng ta sẽ lấy 3 × 4
ở phần tử và phần mẫu giữ nguyên là 7, tìm ra được kết quả là 12/7. Thực hiện giống như mẫu, chúng ta sẽ làm được bài như sau. 5/11 × 7 là bằng 5/7/11. Tìm ra được kết quả cuối cùng là bằng 35/11. Tương tự như thế, các bạn hãy làm bài. Làm bài xong nhớ kiểm tra bài làm của mình, rồi tiếp tục làm bài 2. 2. Tính theo mẫu. Quan sát mẫu này. 3 × 5/8 nhân một số tự nhiên với một phân số thì chúng ta cũng sẽ nhân số tự nhiên nó ở phần tự số giữ nguyên mẫu số là tìm ra được kết quả bằng 15/8. Nhấn vào nút học sinh làm bài để có thể thực hiện tương tự giống như mẫu. Làm bài xong nhớ kiểm tra bài làm của mình, sau đó làm bài 3. 3. Tính rồi so sánh kết quả của 1/5 × 3 và 1/5 + 1/5 + 1/5. Nhấn vào đây để có thể thực hiện được bài tập này. 1/5 × 3 thì bằng 1/3 ở phần tự số. Mẫu số giữ nguyên là 5. Kết quả cuối cùng là bằng 3/5. 1/5 + 1/5 + 1/5 là cộng các phân số có cùng mẫu số thì chúng ta sẽ cộng tử với nhau là cộng 1 + 1 + 1. Giữ nguyên mẫu số là 5 thì tìm ra được kết quả cũng bằng 3/5. Như vậy, hai biểu thức này bằng nhau chúng ta sẽ so sánh được là điền dấu bằng ở đây. Làm bài xong các bạn nhớ kiểm tra bài làm của mình rồi tiếp tục làm bài 4. 4. Tính theo mẫu. Quan sát mẫu này, 5/7 và 9/5. Trong lúc nhân tự số với tự số, mẫu số với mẫu số, chúng ta thấy cả tự và mẫu có số 5 thì chúng ta gạt bỏ và viết lại thì ở phần tự số chỉ cần số 9, mẫu số chỉ cần số 7 và được kết quả cuối cùng là bằng 9/7. Nhấn vào nút học sinh làm bài để có thể thực hiện giống như bài mẫu. Làm bài xong nhớ kiểm tra bài làm của mình, sau đó làm bài 5. 5. Tính chu vi và diện tích hình vuông có cạnh 3/8 m. Mình đã biết cách tính chu vi và diện tích của hình vuông rồi. Vậy thì muốn tính chu vi của hình vuông này, chúng ta sẽ lấy 3/8 nhân với 4. Còn muốn diện tích của hình vuông này, chúng ta sẽ lấy 3/8 nhân với 3/8. Nhấn vào nút học sinh làm bài. Nhấn cho vào đây để giải bài toán như cô vừa hướng dẫn. Làm bài xong nhớ kiểm tra bài làm của mình. Thực hiện cho đúng, các em có thể nhấn vào nút làm lại để thực hiện tốt hơn. Cô tin chắc rằng các bạn sẽ thực hiện rất tốt những bài tập này. Như vậy là hôm nay chúng ta lại được tìm hiểu thêm nhiều kiến thức toán học bổ ích nữa rồi. Ở nhà, các em nhớ luyện tập thực hành nhiều hơn trên Archibook để học tập tốt hơn. Chúc các em luôn chăm ngoan học giỏi. Hẹn gặp các em ở những bài học lần sau.